Hello và xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người trong video này. Hiện tại bây giờ thì mình đang chơi bên server với BBE. Và trận đấu này thì mình sẽ cố gắng tìm kiếm cho anh em xem một vị tướng 5 vàng 3 sao nhá. Nhất là con Terra mọi người ơi. Hiện tại bây giờ con Terra 3 sao là một con tướng mà mình chưa làm được. Thì game này mình sẽ cố gắng để làm cho anh em xem Terra 3 sao. Xem sức mạnh của nó có thể 1 vs 10 hay không mọi người ơi. Anh em theo dõi video của mình thì hãy để lại cho mình một đăng ký kênh và một like video mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Lỗi công nghệ 3.2 là gì đây? Red Kister, mọi người, mình sẽ lấy cái nhà tài phiệt nha mọi người. Bởi game này mình sẽ lấy nhà tài phiệt để cố gắng có một cái lượng vàng nhiều nhất và up lên level 9 mọi người nhá. Nếu như có lõi công nghệ này ấy, mà xíu nữa mình lại có thêm quả combo đó chính là khối bạc kinh nghiệm nữa thì chắc chắn là sẽ là một trận đấu mà mình sẽ up lên level 10 cực kỳ sớm luôn. Là một cơ hội rất là lớn để kiếm vị tướng 5 vàng 3 sao mọi người. Anh em có ý kiến gì hay comment ở dưới nha, mình sẽ có những ý kiến ý tưởng đó cho anh xem. Khỏe nhờ. Mình đang có một cái lo công nghệ đó chính là kiểu món quà sinh nhật mọi người ạ. Món quà sinh nhật thì khi mình up lên là một level thì mình sẽ được một tướng 2 sao tương đương với kiểu là từ 1 2 3 4 5 mọi người nhá. Bắn Jerry. Hiện tại 17.5 thì cũng có nhiều vị tướng mới nhưng mà nó chưa ra ở server Việt Nam nên là mình cũng chưa muốn làm anh em xem nhiều về cái 17.5. Bây giờ thì vô nhận diện cái này thì mình cố gắng tìm kiếm một vị tướng 8 vàng 3 sao là con Terra thôi. Nina này thì là kiểu một tướng sát thủ cầm roi quật thì nhìn cũng khá là kiểu sexy đấy. Ok, Malina đi. Mình hiện tại đang có 83 vàng. Cái lõi Red Picture cực kỳ xứng đáng để chơi mọi người ạ. 74 vàng màu vàng luôn mọi người ơi. Ấy, bán xong lại ra được con này à?
Vậy là level 7 thì mình gọi là hơi đen à? Level 7 mình không được một vị tướng 4 vàng 2 sao không ạ? Không được một vị tướng 3 vàng 2 sao rồi. Thì ok, chấp nhận vậy. Đen thì chịu thôi, bây giờ thì mình sẽ cho thêm hệ, đó chính là hệ Kim Long vào. Để có thể hack được một chút vàng. Và có thêm những trang bị gọi là cộng thêm. Gunna, Lee Sin thì cũng đang khá khỏe ở đây và điều rằng mình có thể win nổi không đây. Win nổi không? Senna, hay quá. Có vẻ mình sẽ win rồi. 7-6 trận thắng liên tiếp mọi người nhá. Và đây sẽ là trận thứ 7. Lượng vàng không ngừng được tăng lên. Ok, 70 vàng luôn. Nghe sếp ơi. Bình lên nha. Bình nhỏ chưa lên. Bây giờ mới lên. Anh chưa biết, chưa gọi, anh đang làm việc. Dũng khi nào về? Bằng sang tan à? Ok nhá, anh làm việc đấy. Ai đáp? Ở bên CVBE thì anh em đã từng chơi thì sẽ biết thôi. Sẽ có trận đấu rất là căng và những trận đấu sẽ rất là thoải mái. Những trận đấu vừa căng thì gặp nhiều anh em đánh như kiểu đội hình ra rank vậy. Và bên CVBE thì không có đánh rank, nó chỉ có là đánh xếp hạng, gọi là đánh thường mà thôi. Nên là anh em nào đừng có hỏi mình là đánh rank hay đánh thường nha. Bởi vì bên CVBE chỉ có đánh thường thôi. Còn ông nào mà tự tin mình có thể quẩy bên CVBE thì qua mà quẩy. Quẩy sau là sẽ biết được cái khả năng của anh em BBE đánh cái củng như nào. Hồng mị, mày đang giấu cái gì đó. Hồng mị, hả? Hay. Bán luôn, mình sẽ bắt đầu thay thế đội hình thôi. Cho Kim Long vào luôn. Một cái đồng xu này. Quên bán Gunna để cho đồ cho con, đó chính là Idat đây. Gravet 2 sao phải không? Khi mình có một cái quà sinh nhật thì khi mình lên level 8 được Gravet 2 sao rồi. Và rất là hy vọng khi mình up lên level 9 thì mình sẽ được một con tướng nữa, đó chính là con tướng Terra 2 sao không nhỉ? Mình rất là muốn làm Terra 3 sao để cho anh em xem sức mạnh của nó như nào. Sivana này. Những vị tướng rồng 3 sao thì mình rất là ít khi làm. All is
Với tình hình như này thì tắt khoảng tầm round 5.1, 5.2 mình sẽ up level 9 thôi. Nhưng mà để mà kiếm được con Terra 3 sao nó hơi khó, bởi vì nó phải phía tướng 8 vàng mọi người ơi. Gravet này, giá sùa này. Mình sẽ bắt Gravet mọi người để có thể kiếm Gravet 3 sao cho anh em xem luôn. Cố lên anh em ơi. Đình khá là khỏe với Gravet 2 sao, bắn liên tục à. Lina 2 sao nữa. Idad thì thủ khá tốt với những trang bị thủ trên người. Hiện tại bây giờ chỉ còn có 3 người chơi nữa nên khá là thoải mái. Ngực tao ký tao cược fan 2k3. Ê Trọng ơi, mình đang làm việc, làm chưa được nhiều. Đủ tôm mì tôm thôi. Thế thôi. Chưa, mày đang đâu vậy? Có chơi không? Tan tan tao cái nhỏ. Ok. Làm việc đi nhá, tao làm việc đã. Cày lại đi. Cày lại, lấy lại những gì ta mất đi. Đúng rồi, chứ sao, có gì đâu mà phải suy nghĩ. 2 năm được 3 năm, tuổi trẻ thì thoải mái. Lại có nợ nần gì đâu mà phải suy nghĩ làm gì. Người ta nợ cả vài tỷ, người ta vẫn làm như sợ đéo. Người ta nợ vài tỷ, người ta vẫn làm mầm bên đây. Đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, bố mình trèo cổ đấy đúng không? Thế nhá, tao làm việc đã. Ok nhá. Về rồi, vừa gặp xong. Thế nhá. Ok, bây giờ thì mình lúc này vào 9 mình đã có 32 sao không nhỉ? Hơi tiếc nha. Giờ công việc bận quá, anh em thông cảm nha. Đó là do tại sao mùa 7 mình ít có thể ra video cho anh em xem được. Bởi vì thời gian mình rất là bận, rất là ít thời gian để làm video cho anh em xem. Còn mùa 7.5 này thì khác rồi. Mùa 7.5 này mình sẽ
Ok, win luôn. Hiện tại còn ôi, 3 Tan Sven mọi người ơi, nhưng mà Tan Sven thì mình không muốn chơi trong game này. Nên mình sẽ không lựa chọn nó nhá. Con Tan Sven này mình có một video cực kỳ siêu phẩm đối với Tan Sven luôn. Anh em có thể xem ở video kia, đó chính là khi mình gặp một cái lỗi bug, đó chính là bug tận 50 con Chitana 3 sao nha. Nhưng mà mình nghĩ là con Tan Sven ấy và mình giành top 1 luôn mọi người ơi, siêu đỉnh cao. Cực kỳ phê luôn. Mà trận đấu đấy thì lại rất là ít view, anh em hãy vô ủng hộ cho mình video đó. Xem là sướng, mình khẳng định các em luôn. Tiếc mọi người ơi, bây giờ thì hiện tại giờ thì không có ai chơi con Terra cả. Đó là điều khá là phấn khởi đối với mình. Mình đã nhập cái sang bị sâu zin để cho con ba cầm rồi. Mình cầm cái sâu zin để cho con ba cầm mọi người ạ. Để cho ba nó sẽ sử dụng skill nhiều hơn, tăng tỷ lệ kiếm được từ 5 vàng ở level 9 hơn. Sâu zin luôn. Cái lắp này thì mình sẽ lắp cho con gì nhỉ? Lắp cho 3 luôn mọi người nhỉ? Ok, lắp cho 3 luôn đi. Mũ bảo hiểm thì mình sẽ lắp cho con Nasus vậy. Ba tám máu 119 vàng, mình sẽ trước từ ron rồi nhá. Bây giờ thì vẫn chưa làm con Terra nào cả, mình đang muốn ron con Terra cơ. Cố gắng sẽ sử dụng game này thì khi mà cái đồng xu vỡ ra thì mình sẽ được một Neko nữa, tăng tỷ lệ kiếm được con tướng Terra 3 sao luôn. Gravet sủa đục kìa. Cảm giác của Gravet nó cầm sọc cun đục nhìn đẹp vãi đúng không mọi người ạ? Mà trong tất cả là game bắn súng nha. Tất cả game bắn súng thì game nào mình đều thích chơi thể loại sọc cun hết. Bởi vì nó quá phê. Nhất là đột kích này, đột kích hay là kiểu búp di mọi người. Mình toàn chơi đột sục gọi là sọc cun thôi. Cầm kiểu đứng gần đục phát kiểu cảm giác nát người đó mọi người, cực kỳ phê luôn nha. Rồi Terra đã xuất hiện một bé Terra rồi. Hiện tại bây giờ những vị tướng người vàng đã giảm xuống thành 8 vàng bằng với dán Terra mọi người nhá. Bây giờ bắt Terra luôn. Game này thì mình sẽ cố gắng kiếm Terra 3 sao. Anh em hãy cùng ủng hộ cho mình để có thể làm trong này. Nếu mình đã làm Terra 3 sao thì anh em nhớ cho mình một like và một subscribe ở kênh nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và nếu mọi người muốn có một video nào thích thì hãy comment ở dưới, mình sẽ cố gắng làm cho anh em xem. Terra luôn à? Anh ngon vậy. Ui, 2 sao luôn ạ. À. Một khởi đầu rất tốt mọi người ơi. Như này là con khẩu quá tốt rồi, mình check thử xem là có ai cầm Terra không thì không ai cầm cả. Tuyệt vời rồi. Bây giờ thì Gravet của mình chỉ còn 3, Gravet lên 3 sao. Chắc là mình sẽ run kiếm Gravet 3 sao luôn. Để cho nó đép game mọi người ơi. Chứ game này thì mình còn 29 máu thì lượng máu hơi thấp. À được rồi, Gravet này, xin nó bỏ qua mọi người ơi. Ôi, đây Gravet này, 3 sao luôn không? 3 sao luôn không? Gravet. Gravet. Ây da, 3 sao luôn mọi người ạ. Ảo thế nhở. Những cái pha run game gọi là cực kỳ sướng tay luôn. Mát tay thực sự.
Ok, Gravet 3 sao thì em khỏi phải bàn rồi. Đục một phát là cờ một mạng thôi. Trang bị mình mua Gravet vẫn... Ôi, Tara này vẫn chưa được đẹp cho lắm mọi người nhá. Phải có một cái vũ kiếm thôi thì sát thương của nó phải tăng cao được. Để này đi mọi người ơi. để con như này đi. Thực ra thì mình đang có một con tường đó chính là con bây giờ mình đang có tổng cộng 5 con Terra rồi. Một Deco tương đương với 6 con đi. Chỉ cần ra thêm khoảng tầm 2 con nữa mà nhá. 3 nữa thôi, 3 nữa mình sẽ lên được Terra 3 sao. Cố lên nào, Lee Sin ha. Lee Sin này, Lee Sin đồ đẹp phết đó. Hai trang bị bàn tay công lý. Đen quá mọi người ơi, Ron bây giờ chỉ còn thêm một con Terra mình sẽ lên 3 sao nha. Nhưng mà Ron không ra rồi. Terra ơi, cứu tôi. Rao 6.5 rồi mọi người ạ. Bây giờ thì mình chỉ còn một con Terra mình sẽ lên 3. Không lên nổi rồi. Gravet 3 sao chắc là xíu nữa xong round 6.5 này thì round 6.6 thì mình sẽ bắt đầu gọi là bán Gravet đi luôn mọi người nhá. Bán Gravet luôn, all in luôn. Để cố gắng tìm kiếm luôn chứ cảm giác game này mà không lên được thì nó phí quá anh em ạ. Mình không muốn mất game này mọi người ơi. Mình phải cố gắng để đạt được một cái gì đó hay ho trong game này để boss cho anh em xem. Đã chuẩn bị đạt tới gọi là đích đến thế này mà không chạm vào được thì buồn lắm mọi người ạ. Terra bán cả Gravet 43 vàng luôn rồi mà không lên nổ luôn à. Không ra mọi người ạ. Ok, thôi chấp nhận vậy. Bỏ tạm Terra đi. Rắc round 6.7 thì mình có thể bán thêm con tướng Idas nữa. Là đẹp mọi người ạ. Round này chắc chắn là sẽ thua rồi, không thể nào win nổi rồi. Bởi vì mình đã bán những vị tướng gánh team là chính là Gravet 3 sao rồi. Lắp luôn cho nó hai quần tay công lý nhở, hay Sojin ta. Sojin thì skill cũng không ổn nào. Ây da, có vẻ khỏe, vẫn khỏe mọi người ạ. Thực ra thì con tướng Terra này là một vị tướng mà vừa thủ khỏe mà lại khả năng dậm chân của nó thì kinh khủng không? Anh em thấy không ạ? Ra mày thua rồi, không thể win nổi bởi vì... Win được không? Win à? Ui, mọi người win luôn kìa. Cháy chưa? Nhìn sơ sơ là có cảm giác phải thắng ở đấy. Thắng không? Thắng. Ây da. Rồi ok, dậm chân. Ui, ảo kinh khủng mọi người ạ, ảo ma chưa?
những cái pha gọi là tưởng là thua rồi nhưng mà lại thắng không nhỉ? Ảo diệu vãi nồi luôn. Ok. Bán iDAT không nhá? Chắc là sau bán đi rau này để ăn con sợ cái nước đã. Chưa sợ bán đi là xíu, rau không ra sợ cái nước thì đúng là mệt mỏi luôn. Lại thua con này nữa thì chỉ khóc. Mình đang nghĩ trong đầu là chính là cái phần thưởng là chính là hộp quà sinh nhật ấy. Mà nếu như mình khi mà úp lên L10 ấy, thì nó sẽ như thế nào? Terra, no hope rồi. Sáu chấm bảy, 7.1. Và bây giờ mình sẽ bán thêm con iDAT đi mọi người nhá. Không ra luôn rồi, bán. Ôi trời ơi, cảm giác những phát ron của tôi cảm thấy đau lòng thực sự mọi người ạ. Đúng kiểu đau lòng thực sự luôn. Ron trong kiểu là ron trong vô vọng mọi người ạ. Mình còn một cơ hội cuối cùng nữa là round 7.2. Thì với cơ hội này thì xong round này thì mình chắc được một chút vàng thôi. Lee Sin 3 sao rồi. Ăn nhau có video hay không là ở cái giai đoạn này mọi người này. Ăn nhau có video hay không là ở giai đoạn này này. Ok, 5 vàng, 7 vàng, 15 vàng. 1 2 What the fuck, mọi người hên thế nhở. Tuyệt vời. Và bây giờ thì đã có Terra 3 sao rồi. Chỉ với một chút vàng cuối cùng trong cuộc đời thì mình đã có thể sở hữu được nó. Hên thế nhở. Tuyệt vời mọi người ạ, một siêu phẩm Terra 3 sao, 3.000 giáp.